Xin chào cả nhà. Hồi chiều hôm qua là mình có giăng cái tay lưới ở ngoài sau cái kinh này nè, là có dính được mớ cá đồng đây nè, nó dính được cá bóng là đã không cu môn. Ôi cà bá luôn, có được. Trứng gì cơ? Có trứng. Cái này thì hôm qua dính xong rồi á, cái mình mặn ở nhà luôn, được cá lóc, cá rô, cà phê với mớ cá bóng nữa nè. Cái này thì bữa nay á mình kho tiêu ăn với cơm. Rồi sẵn tập cho Kumon ăn cá luôn. Rồi sáng cái mấy anh em mình cũng dậy sớm á, lội đi hái được một mớ bắp tay với rau muống. Cái này là đậu rồng nha. Đậu nhãn lồng. Cái này thì lát mấy anh em mình luộc chấm với cá kho. Đó. Trời mớ rau. Bữa nay có cá có tôm là Kumon bữa nay tới số nữa rồi. Ăn cái nào cũng hút về đi ha. Trời ơi nó có trứng hết nè. Không để trứng mua rồi. Đâu rồi, đứt rồi. Cái này thì bây giờ mấy anh em mình sẽ ướp cái này rồi xong rồi lên kho. Ủa. Mà bữa nay ăn cá được không Kumon? Chắc được á. Cá là Kumon á hồi nhỏ á là cũng có ăn được, nhưng mà mấy năm lớn tại vì sao á thì Kumon nó không ít có ăn cá, ăn vô nó bị tanh. Tâm cái mùi cá rồi cũng không có ăn cá được. Nhưng mà lúc trước á, mình đi quay clip mình cũng có tập Kumon ăn là ăn kho với mắm rồi chiên với cá, rồi tập cho Kumon ăn nặng quen cái mùi cá á. Bữa nay là Kumon ăn cá thiệt nha. Đó, được mớ cá đồng này là đã nè. Đó. Rồi, bây giờ để lặt cái mớ rau muống này là cho Kumon đi luộc lên. Luộc, còn đây mình chuẩn bị mình kho cá nha. Luộc xong chấm vô rồi. Kho sảy luôn ha. Rồi bây giờ mấy anh em mình ướp cá nha. Cho cá vô hết luôn. Cái này ngon lắm đó, ngon. Ôi ôi. Thấy không, thấy cái dĩa này thấy không ngon chút nào. Cái dĩa này hả? Ở đây có tỏi với hành tím với ớt. Này nãy mình cũng băm sẵn à. Này cho vô hết luôn. Không trộn gì vô lên. Còn điều lên nè, thôi giờ rác lắc đi, lắc bầu cua đi. Nó ra con cá à. Lắc xong gắp lên ăn luôn. Cái này cho nó thêm cái này nước màu nha. Cho nó vô cho nó có màu lên á. Rồi. Màu đỏ, màu xanh à, màu vàng. Nhiều quá thành màu đen. Màu đen luôn á. Này cho tí nước mắm vô. Cái này mình cho miếng đường nha, bột ngọt. Ôi, cái nước màu này á mới cho nó vô á, nó có cái màu lên, không con cá nó không có bị trắng. Lấy ăn rau chấm nước mắm đi. Thôi mình ăn cá đi. Sao thấy mà cơm bơi lủng tủng nhổng vậy à? Bữa nay có con cá bóng ngon nè. Rồi cá bóng này trứng không thấy không nó. Bữa nay anh nhường cho cưng cá bóng đó. Con nó mặn lắm. Qua giăng lưới nó coi dính nó còn sống mà về là cái mình mặn luôn. Để sợ hỏng cái nó chết á. Cho anh miếng dầu ăn vô cho nó bóng cá rồi. Miếng thôi à. Miếng thôi. Cho đại hết chai luôn. Hết chai hành chiên luôn. Cái này mình đậy lại, cái mình để đây tí xíu á cho thấm á rồi mình bắt lên mình nấu. Rồi. Ôi, nhìn hấp dẫn không cô Ngôn? Quá đã luôn rồi. Sao tôm nó nổi lên không vậy? Tôm nổi lên không ạ? Tôm nổi lên rồi. Đó tôm dưới sông á. Mình sẽ để nhắc xuống cái hả? Vậy sao không biết nhắc là sao nhắc nữa. Ây da. Rồi cái này mình bắt nước lên đặng lát mình luộc rau nha. Đó. Còn cái này thì mình cho tí hành lên. Cái này nó cái này mình để cho nó sạch sạch vậy nè. Đặng tí nữa mình chấm với rau. Cho tiêu lên nữa. Đó, dù có tiêu có ớt luôn. Rồi. Quá
đã luôn của mọi người. Để cho thêm vài lát ớt vô nữa. Đúng quá. Mấy cái bắp tay á, mình cũng có bỏ vô trước nè. Bây giờ mình cho rau muống vô mình trộn luôn nha. Rồi cái mình vớt ra luôn. Rồi xong là lên mấy anh em thưởng thức. Cái nước á, mình phải để cho nó sôi vậy nè. Trộn vô cái lá nó xanh, nó ngon. Mình thấy màu đen cũng đẹp mà. Thôi. Quên nữa, bỏ mấy con tôm vô tổng. Rồi, mấy cái bắp tay nó nứt rồi. Vớt mấy cái bắp tay ra. Ồ, bắp tay này ha, mà luộc xong á, cái chấm với mà nước tương á, ôi nó dịch nữa, thêm mấy trứng hột dịch vô nữa, ngon dữ dằn luôn. Rồi để mấy anh em mình vớt này ra lên thưởng thức nha. Ôi đợi trưa giờ, cái này thì đọt nhãn lồng đi bắp tay hay là đậu bắp á, rồi đậu muống này, cái này mấy này anh em mình luộc. Ở đây cá nó kho, đây. Ở đây thì có cá kho nè, nó kho có nước nước vậy nè, đặng lát tí nữa mình chấm vô. Cầm cái bắp tay quẹt vô cái trời rồi. Bữa nay tới số với anh. Bữa nay bắp tay mà nhồi thịt chẩu chắc ngon quá. Chưa, để anh thử cái. Trưa giờ đói bụng quá trời luôn. Cái dĩa rau nó lên màu đẹp ha. Ừ. Tại vì cái nước sôi á, mình để nó sôi dữ á, cái mình trụng nó vô. Nó không có bị có màu lá đó, mà cả nhà nha. Cái này để gấp phu môn thưởng thức rồi. Đây, dưới đây cái mặt rau hơi nhiều. Trời, rau như con rồi hả? Ừ, đó. Cái này á, sáng mấy anh em mình đi hái rau, hái tới trưa lận, trưa xong rồi cái mấy anh em mình ngồi ở ngoài giữa đồng luôn á. Cái mấy anh em mình nấu ăn luôn, cơm luôn. Cái bắp tay này á thì mình nhớ hồi còn nhỏ á, là bắp tay này nè bỏ vô cái nồi cơm hấp luôn, hấp xong rồi cái mình dầm với mà nước tương á, nước tương ớt á. Trời ơi ăn cơm ngon lắm. Như đó là ăn hết nồi cơm á. Tại vì bỏ vô hấp cho người cơm mình cho nó tiện á. Đúng rồi. Khỏi cần bán nước sôi luộc á. Ngon lắm môi nè. Rồi xong bỏ cái trứng hột vịt vô, hột gà gì vô, bỏ nồi cơm luộc luôn. Trời ơi. Ngon. Để với gần nồi cơm chín là mấy này chín luôn. Cái bắp tay này á thì ở nhà trồng. Nhà mình trồng lựa mấy cái trái mà non á, ăn nó ngon, nó không bị già. Nó ngọt. Rau như vậy nè, mình chấm với nước cá, ăn cũng ngon, khỏi cá. Nó cay cay với củ mùi tiêu với ớt là với tỏi, hành tím nó ngon. Làm một con cá cà phê rồi, ngon. Lúc lại dưới quê của mình á, mấy cái kinh đó, nhỏ nhỏ là cống nó lấy nước vô à, có cá lại rồi, nhưng mà chưa có nhiều. Cũng có cá bự nhưng mà mình chịu khó á. Cái này thì mấy anh em mình giăng mà bằng cái lưới ba màng à. Còn nếu mà giăng cá phi bự á, là mình giăng cái lưới loại 5 phân lưỡi không ta? 5 phân, 7 phân. Đúng rồi, có cái loại 5 phân hay gì á. Là mình giăng cái loại lưới lớn. Nó mới chui vô chứ mấy lưới này nó ấy vô cái nó quẩy cái là nó giăng à. Hôm qua giăng xong rồi vừa gỡ cá xong á, trời chuyển mưa là dính được con cá bóng nè. Cá bóng bự nè. Cá bóng bự này để cho Kumon. Cá bóng bự mà, nhiều mà. Nhiều à. Em chắc ăn thanh chắc được tô cơm luôn. Đây là cá, là tôm, bự tôm. Nổi lên bển kìa. Có cá có tôm mới ngon. Bỏ xuống câu câu vừa dính tôm không anh? Câu tôm là nó một con, hai con. Tôm này dễ dính, câu cái dính à? Câu cái dính hả? Đã. Có con cá rồi. Lên màu. Thấy như có thấy có con cá lóc trọng nữa. Có, cá lóc nhỏ.
ăn cái muỗng, hết ăn đũa ăn muỗng hả? Không ăn cơm chứ không ăn muỗng. Nè mọi người, cái này cưng dữ lắm nè, nó thôi nửa cái thôi, thưởng thức đi, tập ăn đi. Mấy cái trước mà tưởng cái con tôm nó chui nó nằm giỏng chứ. Ăn đại đi ông, thôi là lát anh xin là cho xin miếng đi đó. Mời cả nhà nha. Cái mớ ra ngon dữ lắm nè. Đâu hưởng thức miếng cá rồi sao? Có bị gì không? Cưng dữ lắm mới nhường cho cá bóng á. Nói chung là mới tập nó cũng còn hơi tanh á. Mà mình sẽ cố gắng tập ăn cá để đi quay chung với ông anh mình. Nếu cả nhà muốn mình tập ăn cá thì nhớ like và chia sẻ để giúp cho mình có cái động lực để cố gắng tập ăn cá. Hôm mai mình làm cá rô nấu canh bầu đi. Hôm nay mình làm thịt nhồi bắp tay đi. Cá nhồi bắp tay hả? Chẳng phải kiếm mấy bắp tay bự á. Bự mà nó non á, nó ngon. Mình để nó già. Mấy cá lóc nè. Mà mình kiếm được cá lóc đồng mà dạng như cùm tay vậy nè. Cái mình kho mắm á, cái mình hái mấy cái rau như lục bình đó, mình kho mắm chấm vô ăn ngon dữ lắm. Sao không cá ta kho mắm á? Mà anh biết cái nè, cái mùa này là cá lóc á, nó đi đẻ á. Để bữa nào mấy anh em mình á, có đi rơi cá, mấy anh em mình quay lại cho cả nhà xem. Giờ ăn cá khi nào dính dịch không anh? Thì ăn dịch ở trên mà. Lúc nào có con vịt đó chứ nhử con cá rồi. Cái mà cái nhãn lồng nè, là cái nhãn lồng này ngon, lồng lồng. Em muốn cái này đấy rồi, hồi lấy về cho gà ăn đi. Thôi, nó muốn ngon nè, tại anh chưa ăn tới đó. Không cho ai nó ăn không chịu, bắt nó vô mang nó. Hay quá không? Cá rô mè. Nói chứ mùa này ăn được cá rô cũng hơi bị siêu á. Cá rô bự vậy nè. Nó vô trong ruộng á, mấy cái đường nước nó đẻ rồi. Có vụ 2 á, vụ 2 thì cá nó nhiều. Cá mấy này người ta xả nước nó ra theo vậy. Đúng rồi. Chứ nó lấy cống lắm. Hôm nay người ta lấy cống ở ngoài sông lớn vô á, cũng vô theo. Sao vô mấy con cá nào mà tầm nửa ký á, mang cá ốc nửa ký vô. Ăn cá đi. Mấy con còn ăn cá đi mà. Ăn đi rồi chiều nay gì anh cho cái này. Cho con gà hả? Cho con gà hả? Rồi cho con gà luôn. Để mình về dụ đi đâu cái nhà xử mấy con gà hết. Mà thấy cái mỏ dảnh sẵn thôi mà. Trời lắm nè. Có vui luôn hả? Ngon. Em làm rồi.
nguyên cặp trứng luôn hồi đã. Cá bóng này mặn ra nó cũng sạch lắm, nó không có gì trong bụng đó. Có trứng với hai cái lá gan không? Sắp hết rau rồi. Còn chén ăn luôn đi. Tiêu vậy nè, kho mà có hơi nước sạch sạch á, cái mình chấm vô ngon. Kho tiêu rồi đừng bỏ tôm rồi. Đừng bỏ tôm à. Ừ, gầm nữa rồi. Thì sao bữa nào ăn mà cũng bị hâm he mưa vậy? Bữa nay cô Môn ăn bị hâm á. Thôi chuyện lai gian lưới chắc chứ cá bóng nữa. Nữa không? Tới đây chắc mấy anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Chào đi, chào ăn tiếp. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like và chia sẻ cho mấy anh em mình nha cả nhà.